À, chị cũng nghĩ là còn chị bật qua chị xã luôn. Khách gì hết trơn, nhân viên đi về luôn. Xí còn nặng mới cùng lấy cái kính ra đi, đưa cái xì khác cho nó gần nữa, không lấy kính rồi. Sợ xí nặng mấy cục viên nữa mới mà mới đau chứ. Chị hoa mắt luôn. Hoa mắt luôn. Do với lại giờ chị không bị không mấy cục cho nên bị khó nặng này. Hút không kìa.
xong. Xong cơn đau này, cơn đau khác. Xong nữa là nặng mấy viêm, nó đau chết ông với cha luôn. Cái đèn đi, cái tiếng như gai đục lại, chứ nó lên đường rồi đó. Chuẩn bị lên đường rồi đó. Còn chịu hết nấu thiệt rồi. Chị cũng mờ mát luôn. Không, chị nặng chập chị cũng không thấy đường luôn. Kiểu như là không bị mờ mờ mắt thiệt luôn. Lỡ rồi. Thank you.
cái vàng đấy này.